tay to nắm tay nhỏ, đi đường không sợ ngã, đi đi nào, chờ con đã không lớn rồi. Tập 58, Nhật ký Bí Ngô. Bố đầu nhỏ, chúng ta không mua bí ngô có được không? Như vậy không được. Mẹ tập về đã dặn nhất định phải mua bí ngô. Bố không dám không nghe lời mẹ đâu. Bí ngô chẳng ngon chút nào, kém xa sô-cô-la. Nhưng bí ngô rất giàu chất dinh dưỡng, carotin, vitamin C, đều là những chất cần cho cơ thể con. Trời ạ, à, hy vọng hôm nay thím Thái không có bí ngô để bán. Phải làm sao đây? Thím Thái, sao lại nhập nhiều bí ngô thế này? Tôi viết nhầm số lượng bí ngô đặt mua. Vốn định mua 30 quả, kết quả là viết thừa một số không. 30 thêm một số không. Ôi trời, ở đây có 300 quả bí ngô. Thím Thái, nhiều bí ngô thế này thì khi nào mới bán hết được? Tôi cũng đang đau đầu đây. Bình thường mấy chục quả bí ngô cũng phải bán cả tuần, giờ là 300 quả. Trời nóng thế này, bí ngô không để lâu được. Nếu không bán được, phải vứt đi thì tiếc quá. Lãng phí là không tốt. Bố đầu nhỏ, chúng ta phải giúp thím Thái. Chúng ta mua một quả, à không, hai quả, à không, bốn quả. Con đầu to, không phải con ghét ăn bí ngô ư? Giờ thì khác rồi, thầy Đại Mao đã nói, trẻ em đều không nên lãng phí đồ ăn. Con nói đúng, không chỉ có trẻ em, mà người lớn cũng không được lãng phí. Bố đầu nhỏ, con đề nghị chúng ta giúp thím Thái bán bí ngô, bố thấy sao? Đề nghị được thông qua. Mau tới mua bí ngô ngon đây. Bí ngô ngon đây. Mau tới mua bí ngô đi. Bán bí ngô đây. Bán bí ngô đây. Bán bí ngô đây. Trắng Trắng, mẹ mua bí ngô cho con ăn được không? Trắng Trắng, mua bí ngô đi. Tuy bí ngô không ngon, nhưng nó có vitamin, carotin. Còn có gì nữa nhỉ? Khoáng chất nữa. Cái gì? Không ngon hả? Thế tớ không ăn đâu. Tớ muốn ăn sô-cô-la. Được được, chúng ta về nhà ăn sô-cô-la. Còn bán hàng thế hả? Nói không ngon thì ai mua chứ? Nhưng con không thể nói dối. Có cách rồi, chúng ta nhờ mẹ tao về giúp. Tài nấu nướng của chị đúng là hết chỗ nói. Có thể làm ra nhiều món ăn ngon như vậy từ bí ngô. Đây còn là món bí ngô khó ăn đó sao? Thơm quá. Đương nhiên, lần trước lại còn cầm bí ngô sống, nên đương nhiên không ngon. Giờ biết nó thơm thế nào rồi chứ. Mẹ tao về, con có thể nếm thử bánh bí ngô này không? Đúng là ngon quá đi mất. Bánh bí ngô ngon quá đi. Mau xem này, triển lãm món ngon từ bí ngô, thơm quá. Chương trình khuyến mãi đặc biệt bí ngô đây, hãy nếm thử đi, món ngon đó. Bố đầu nhỏ, con lại có ý tưởng này. Siêu nhân bí ngô, giờ ngươi không thể đánh bại ta rồi. Ta là sói xám đây, kẻ xấu cho đắc ý. Ngươi đã ăn trộm bí ngô, để ta bổ sung sức mạnh xong sẽ đánh bại ngươi. Tà ác không bao giờ chiến thắng được siêu nhân bí ngô chính nghĩa. Hay quá. Mẹ ơi, con cũng muốn làm siêu nhân bí ngô. Mà mua bí ngô cho con. Tôi thật sự rất biết ơn cả gia đình mình. Cảm ơn rất nhiều. Tôi không biết nên nói gì nữa. Đừng khách sáo thím Thái. Chúng ta đều là hàng xóm, nên giúp đỡ lẫn nhau mà. Trẻ em đều không nên lãng phí đồ ăn, người lớn cũng không được lãng phí. Thật không ngờ 300 quả bí ngô được mọi người bán giúp hết sạch rồi. Cái gì? Bán hết cả rồi? Đúng, không còn quả nào. Vậy 4 quả bí ngô con đặt trước cũng bán mất rồi sao? Ừ. Đừng buồn con đầu to. Con xem nè, chính nhờ chúng ta mới khiến nhiều bí ngô như vậy không bị lãng phí. Tuy bí ngô của con không còn nữa, nhưng sự cố gắng của chúng ta đã được đền đáp tốt nhất. Nhưng con còn chưa được ăn bánh bí ngô mẹ tạp dây làm. Mai ta sẽ đến chờ sau, chọn cho cháu 4 quả bí ngô to nhất, ngọt nhất.
Yên tâm đi, con đầu to. Ngày mai thím Thái mang bí ngô tới. Mẹ không những làm cho con bánh bí ngô vừa giòn vừa ngọt, còn có bí ngô xào, sủi cảo bí ngô nữa. Thật không ạ? Đương nhiên. Một phen hết hồn. Các em, đây chính là hạt hướng dương. Hạt hướng dương được trồng vào đất, sau khi có đủ nước và ánh sáng sẽ mọc thành hoa hướng dương. Đây chẳng phải là những hạt dưa chúng ta vẫn thường ăn sao? Hạt dưa bình thường chúng ta ăn đã chín, còn đây là hạt sống. Chẳng phải thầy Đại Mao nói rồi ư? Chín thì không thể mọc thành cây, chỉ có hạt sống mới được. Thầy Đại Mao, vậy thầy nói xem, đây là hạt dưa hay là hạt hướng dương? Cũng có thể gọi là hạt dưa, vì hạt hướng dương là một loại hạt dưa. Cũng giống như là cà rốt, là một loại rau củ vậy. Sức sống của hạt hướng dương này... Thầy Đại Mao, vậy hạt hướng dương sống có ăn được không? Con đầu to, sao em toàn nghĩ tới cái ăn vậy? Em để thầy nói hết câu đã. Sức sống của hạt hướng dương này rất mạnh mẽ. Để em nếm thử xem sao. Trắng trắng, sao cậu lại giật đồ ăn vậy? Đưa tớ. Xem cậu giật kiểu gì. Tôi nuốt mất hạt hướng dương rồi. Cho nên nói, hạt hướng dương là một loại hạt giống rất ngoan cường. Cho dù là trồng ở đâu, chỉ cần có đủ ánh sáng và nước là nó có thể mọc rễ nảy mầm, mọc thành hoa hướng dương xinh đẹp. Không xong rồi con đầu to. Thầy nói cho dù là trồng ở đâu, hạt hướng dương đều có thể mọc thành hoa. Bồn cầu sắp sửa mọc hoa hướng dương rồi. Không thể nào, sẽ không đâu. Được rồi, tăng học. Các em thu dọn chuẩn bị về nhà thôi. Vừa nãy con đầu to định nói gì nhỉ? Đâu rồi? Thầy Đại Mao, anh đầu to đi về rồi. Nhanh vậy sao? Hôm nay sao con ra nhanh thế? Con đầu to, đừng chạy, từ từ thôi. Con đầu to được lắm, chạy nhanh như vậy, mẹ gọi con lại càng chạy nhanh hơn. Con muốn mẹ mệt chết hả? Mẹ tập về, ốc vít nhỏ đâu? Ốc vít nhỏ có linh kiện cần thay mới. Bố đồ nhỏ để cậu ấy đi thay rồi. Con đừng lo cho ốc vít nhỏ vội. Mẹ hỏi con, sao lại chạy như vậy? Nguy hiểm lắm, con có biết không? Xin lỗi mẹ tập về, con. Bố đồ nhỏ sắp về rồi. Đợi mẹ nấu cơm xong, chúng ta sẽ nói tiếp vấn đề này. Ốc vít nhỏ cũng không có nhà, giờ phải làm sao đây? Thầy Đại Mao nói rồi, hạt hướng dương dù trồng ở đâu đều có thể mọc thành hoa. Liệu nó có thật sự nảy mầm trong bụng mình không? Đúng rồi, thầy Đại Mao còn nói, cần có ánh sáng và nước mới được. Trong bụng mình không có ánh sáng, không có nước. Không đúng, vừa nãy mình chạy về nhà, nhất định đã bị nắng chiếu vào. Liệu ánh nắng có chiếu qua mắt mũi mình vào trong bụng không? Khát quá. Không mát, uống không ngon. Con đầu to, vừa mới chạy về đừng có uống nước lạnh. Nước lạnh uống ngon thật. Không đúng, sao mình lại uống nhiều nước chứ? Nhất định là hạt hướng dương cần tưới nước. Vì nó muốn uống nước nên mình mới khát như vậy. Phải làm sao đây? Giờ ánh sáng có rồi, nước cũng có rồi. Có phải hạt hướng dương sắp nảy mầm rồi không? Ui, đau bụng quá. Xong rồi, hạt hướng dương bắt đầu nảy mầm trong bụng mình rồi. Bụng mình sắp bị hoa hướng dương chọc thủng rồi. Mình phải mau nghĩ cách. Bụng mình sắp thủng rồi. Bố về rồi đây. Bụng con sắp thủng rồi. Thì ra là như vậy. Đầu tiên gặp khó khăn phải nói với bố mẹ. Như vậy bố mẹ mới có thể giúp con chứ, con đầu to.
Thứ hai, hạt hướng dương sống có thể ăn. Tuy nó có sức sống mãnh liệt, nhưng phải có đất mới nảy mầm được. Ăn vào trong bụng sẽ không nảy mầm đâu. Vậy tại sao con lại thấy rất khát? Uống nước xong còn thấy đau bụng. Lẽ nào không phải hạt hướng dương cần tới nước ư? Đó là bởi vì con chạy về nhà đương nhiên là khát rồi. Chạy xong lại uống nước lạnh, dạ dày bị kích thích, đương nhiên sẽ đau. Yên tâm đi. Tốt quá, làm con bị dọa sợ một phen hết hồn. Tập 59, Đinh Kim bị mất. Đầu to chắc chắn chưa từng nhìn thấy Đinh Kim nhiều màu này. Cho cậu ấy phải ngưỡng mộ. Này, các em có cần giúp đỡ không? Không cần đâu anh tiểu soái, bọn em sắp nhặt xong rồi. Được rồi, anh đi mua thức ăn chó đi. Các em nhặt Đinh Kim xong thì đưa cho bố mẹ nha. Đinh Kim rất nhọn, là vật nguy hiểm. Trẻ em không được mang ra làm đồ chơi đâu. Đầu to, bị thiếu một cái Đinh Kim màu xám. Cậu không nhớ nhầm chứ? Trên đường hết Đinh Kim rồi. Không nhớ nhầm đâu. Tớ đếm 3 lần liền. Mỗi màu có một chiếc. Giờ thiếu mất chiếc xấu nhất màu xám. Đây là Đinh Kim của bố tớ. Tớ lén lấy đi chơi. Nếu không tìm thấy thì phải làm sao? Đừng sốt ruột, tớ về nhà lấy nam châm. Nam châm có thể hút được Đinh Kim. Chúng ta không tìm được thì nam châm tìm được. Tìm được nam châm rồi, đi tìm Đinh Kim thôi. Nam châm cũng không tìm được Đinh Kim, giờ thì xong rồi. Hãy tớ tới tiệm tạp hóa mua một cái lén để vào vậy. Như vậy không được, nếu không tìm được Đinh Kim sẽ gây tai họa. Có người đi qua dẫm vào thì sao? Tớ đói rồi đầu to. Về nhà ăn cơm đi. Ở đây có tớ rồi. Tớ là anh hùng, có thể tìm được Đinh Kim. Đầu to, con đang tìm gì vậy? Con đã hứa với Tráng Tráng sẽ giúp cậu ấy tìm một cái Đinh Kim bị mất. Ăn cơm đã, ăn xong rồi tìm tiếp. Mẹ ơi, chưa tìm được Đinh Kim thì con không về ăn cơm đâu. Con đầu to. Mẹ tìm được Đinh Kim rồi, giờ có thể về ăn cơm rồi chứ. Mẹ, Đinh Kim Tráng Tráng bị mất là màu xám. Đinh Kim bị mất ra trên mặt đất. Nhỡ đâu phải người khác thì sao? Là như vậy hả? Mẹ sai rồi. Tại mẹ sợ con đói thôi. Được, mẹ ủng hộ con. Mẹ sẽ đi lấy cơm nắm. Chúng ta vừa ăn vừa tìm. Bố mẹ nhìn nè, cô tạp về cũng đang giúp tìm Đinh Kim bị mất. Người đông sức lớn, chúng ta cùng tìm đi. Chúng ta đông người, có thể mở rộng phạm vi tìm kiếm. Tráng Tráng, cháu thử nhớ lại cảnh từng lúc cháu bị ngã được không? Cái này hay đó. Đúng thế, bố đồ nhỏ phân tích rất có lý. Kết quả chắc chắn rất chính xác. Theo suy đoán của chúng ta, phạm vi Đinh Kim rơi xuống nằm trong những chỗ được đánh dấu này. Chúng ta chia nhau ra tìm, được không? Suy đoán chuyên nghiệp quá. Lần này chúng ta nhất định có thể tìm được. Ai tìm được Đinh Kim thì người đó là anh hùng. Bố đồ nhỏ, anh có dụng cụ vá lốp xe không? Xe tôi bị xịt lốp.
Chẳng trách không tìm thấy đinh ghim, thì ra là bị xe của anh tiểu soái mang đi rồi. Giờ thì tốt rồi, không la đinh ghim sẽ đâm phải người khác nữa. Vá lốp xe thì cứ giao cho tôi, để tôi giải quyết. Bố ơi, bố phải giúp anh tiểu soái sửa nha. Anh ấy là anh hùng tìm đinh ghim đó. Mọi người mới là anh hùng tìm đinh ghim, còn tôi chỉ là kẻ xui xẻo bị thủng lốp xe thôi. Hòn than không bắt mắt. Than mà con người chúng ta đốt để sưởi ấm là những cây cổ thụ từ thời xa xưa, được hình thành sau hàng vạn năm địa nhiệt và phun trào. Hả? Cục than đen xì là do cây cổ thụ biến thành ư? Thần kỳ quá đi. Đương nhiên. Còn có chuyện thần kỳ hơn cơ. Nếu dùng kính hiển vi, con sẽ phát hiện ra hoa văn trên hòn than và trên cành cây giống hệt nhau. Thật cả, ngày mai tới trường mẫu giáo, con nhất định phải bảo cô Nguyệt Nha làm cho bọn con xem thí nghiệm thần kỳ này. Thì ra trên hòn than thực sự có hoa văn. Đúng thế, vừa nãy em đã thấy rồi, hoa văn trên mỗi hòn than và trên cành cây giống hệt nhau. Cô Nguyệt Nha, em nhất định phải nói ra kiến thức này cho tất cả các bạn nhỏ biết. Đúng đúng, tất cả các bạn nhỏ đều phải hình thành thói quen quý trọng nguồn tài nguyên của trái đất ngay từ nhỏ. Nhìn qua kính hiển vi thần kỳ lắm. Trước kia chỉ biết dùng than để sưởi ấm, không ngờ còn nhiều kiến thức mà chúng ta chưa biết. Than là nguồn tài nguyên của trái đất. Cô Nguyệt Nha còn nói chúng ta phải hình thành thói quen quý trọng nguồn tài nguyên của trái đất. Anh đầu to, có thể cho em mượn hòn than này một lát không? Quả táo nhỏ bị ốm chưa được xem. Em muốn lát nữa tan học mang đến cho cậu ấy xem. Đương nhiên là được. Chúng ta nên giúp em ấy bù nhận kiến thức mà em ấy chưa được học. Kẹo bông, sao em lại khóc? Vừa nãy em mang hòn than đến cho quả táo nhỏ xem, lúc về bị Trang Trang cướp mất. Cái cậu Trang Trang này thật chẳng ra sao. Giờ cậu ấy đâu? Cậu ấy đi về phía vườn hoa rồi. Đi nào, anh cùng em đi tìm cậu ấy. Trang Trang, cậu thật chẳng ra sao. Sao có thể cướp đồ của kẹo bông chứ? Chỉ là một hòn than thôi mà, có phải thứ gì tốt đâu. Đó là của anh đầu to, em mừng về để xem. Một hòn than nhỏ thì có gì mà ghê gớm chứ. Bên đó có đầy, tớ chẳng thèm đâu. Cô Nguyệt Nha nói, chúng ta đều phải quý trọng tài nguyên của trái đất. Sao cậu có thể tùy tiện vứt đi như vậy? Vứt nó đi thì sao? Chỉ là một hòn than nhỏ, tớ chẩm một cái là nát vụn. Có cách rồi. Cậu cho rằng cậu lợi hại hơn hòn than? Đương nhiên. Cậu chưa chắc. Cậu có dám trả lời mấy câu hỏi của tớ không? Hỏi thì cứ hỏi, ai sợ ai chứ. Tớ hỏi cậu, cậu với cây cổ thụ ai cao hơn? Đương nhiên là cây cổ thụ cao hơn. Vậy mà cũng là câu hỏi hả? Cứ nghiêm túc trả lời đi. Câu hỏi thứ hai, cậu cho rằng cậu và cây cổ thụ ai khỏe hơn? Là cây cổ thụ khỏe hơn. Câu hỏi thứ ba, cậu có biết hòn than mà cậu coi thường với cây cổ thụ có quan hệ gì không? Chúng có quan hệ gì? Cậu đợi tớ một lát, tớ cho cậu xem thứ này. Mang gì đến tớ cũng không sợ. Anh đầu to quay lại rồi. Đây là cái gì? Anh đầu to, anh mang quyển sách này tới để làm gì? Hai người xem, trên quyển sách này có viết hòn than mà vừa nãy Trang Trang ném đi cho cây cổ thụ này biến thành. À, em biết tác dụng của quyển sách này rồi. Trang Trang, cậu xem, hòn than rất giỏi đó. Nó được hình thành dần dần bởi những cây lớn bị chôn vùi dưới lòng đất từ rất lâu rồi. Trong sách nói thật ư? Chẳng lẽ là giả vờ? Giờ thì cậu biết rồi nha. Hòn than mà cậu coi thường thực ra rất ghê gớm đó. Thật không ngờ than đá lại là tổ tiên của cây cổ thụ. Đương nhiên, than đá thần kỳ lắm đó. Phải không, anh đầu to? Đúng, còn nữa, chúng ta không chỉ nhìn vẻ bề ngoài
Còn phải biết tác dụng của nó. Cô Nguyệt Nha từng nói, than là nguồn tài nguyên không thể tái tạo, chúng ta đều nên quý trọng. Thì sao là như vậy? Cô Nguyệt Nha còn nói, chúng ta phải bảo vệ cây cối. Nếu than đá là do cây biến thành, thì đương nhiên chúng ta cũng phải quý trọng than rồi. Cậu nói xem có đúng không Trang Trang? Tại tớ không chú ý nghe giảng. Còn một chuyện nữa, cậu cũng làm không đúng. Cậu không thể ý vào việc mình lớn hơn kẹo bông mà cướp đồ của em ấy. Tớ... Cậu xem cái cổ thụ cao như vậy mà luôn giúp đỡ chúng ta, không phá hoại bao giờ. Xin lỗi kẹo bông, anh sẽ không bắt nạt người yếu hơn nữa. Đầu to, tớ biết sai rồi. Tớ sẽ đi nhặt lại hòn than đó. Tập 60, cuộc thi thú cưng. Kẹo bông, không phải em nói có việc muốn nói với anh ư? Sao lại ủ rũ như vậy? Anh đầu to, khu dân cư sắp tổ chức cuộc thi thú cưng. Em cũng muốn cho bọn gạo tham gia. Vậy thì hay quá, nhưng sao em lại không vui? Nhưng bọn gạo chẳng có tài năng gì, làm sao tham gia được? Chuyện này... Để anh nghĩ xem nào. Kẹo bông, anh giúp em huấn luyện cho bọn gạo nha. Anh đầu to, anh có thể huấn luyện cho bọn gạo ư? Đương nhiên. Tốt quá, giờ em sẽ dắt bọn gạo tới đây luôn. Anh tuyên bố việc huấn luyện kỹ năng cho bọn gạo tham gia cuộc thi thú cưng gia đình chính thức bắt đầu. Bọn gạo, cậu phải tập trung vào. Bọn gạo, tớ lệnh cho cậu quay lại. Bọn gạo, bọn gạo quay lại, mau để cho anh đầu to dạy cậu. Bọn gạo, giờ tớ là huấn luyện viên của cậu. Cậu phải nghe lời tớ, không được chạy lung tung nữa. Bọn gạo, tiết học đầu tiên chúng ta sẽ tập đỡ bóng. Ném quả bóng lên trời, cậu phải nhảy lên bắt lấy nó, được không? Bọn gạo, phải nghe lời anh đầu to đó. Bọn gạo, mau bắt bóng, mau bắt bóng. Ây da, đập vào mũi bỏng gạo rồi. Bỏng gạo, bỏng gạo. Anh đầu to, hay chúng ta về bỏng gạo trò khác đi. Trò khác ư? Có rồi, chúng ta cho bỏng gạo nhảy qua vòng sắt đi. Kẹo bông nhìn nè, chó rạp xiết đều biết nhảy qua vòng sắt. Tập được trò này, bỏng gạo nhất định sẽ có thể vô địch. Trò này hay đó. Chúng ta hãy dạy bỏng gạo trò này đi. Bỏng gạo, trò này rất đơn giản. Tập được rồi, cậu sẽ có thể thành nhà vô địch thú cưng của khu dân cư. Bỏng gạo, đừng chạy, quay lại đây. Bỏng, bỏng gạo, cậu chẳng nghe lời gì cả. Huấn luyện gặp khó khăn hả? Đầu to cho làm tốt công việc chuẩn bị cho huấn luyện. Đương nhiên không thể chạy tốt cho bỏng gạo rồi. Hả? Huấn luyện bỏng gạo, còn phải chuẩn bị gì chứ? Ốc vít nhỏ nói rất đúng. Con chưa từng huấn luyện động vật, cho nên nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Anh tiểu soái của tiệm thú cưng cũng cho chó tham gia cuộc thi. Chúng ta có thể đến xem anh ấy huấn luyện thế nào. Chúng ta có thể lén học theo mà. Đây gọi là biết mình biết người, tranh trận tranh thắng. Bố đầu nhỏ, vậy chúng ta mau đi thôi. Công viên có một mảnh đất trống, bình thường ít người qua lại, nhất định họ đang tập luyện ở đó. Quả nhiên anh tiểu soái ở đây. Kẹo bông, khẽ thôi, đừng để anh tiểu soái nghe thấy. Anh tiểu soái đúng là có cách thật. Sao anh ấy làm được nhỉ? Chúng ta cũng nhìn thấy cách huấn luyện của anh tiểu soái rồi. Con đầu to, con có ngộ ra được điều gì không? Đầu to, cậu có chú ý không? Sau khi cuốn con hoàn thành động tác, anh tiểu soái đã làm gì để thưởng cuốn con? À, con hiểu rồi. Chắc là anh tiểu soái đã cho cuốn con món gì đó ngon. Con nghĩ ra cách huấn luyện bỏng gạo rồi. Con nhất định sẽ huấn luyện bỏng gạo thành nhà vô địch thú cưng.
bóng gạo, và cậu nhất định có thể trở thành nhà vô địch thuốc cân khu mình. Là người dẫn chương trình cuộc thi thuốc cân lần này, tôi tuyên bố nhà vô địch thuốc cân lần này là bóng gạo. Đầu to kẹo bông, anh nghe nói lần này bóng gạo cho hai em huấn luyện. Lần này thắng chó nhà anh đúng là rất giỏi đó. Anh tiểu sói, thật ra do em lén nhìn anh huấn luyện cuốn con mới có được gợi ý. Em phải nhận lỗi với anh. Không sao, không biết thì học hỏi. Các em thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước rồi. Anh hùng nhà bếp. Phần này nên thiết kế thế này. Bố đồ nhỏ, bố đang làm gì vậy? Bố đang suy nghĩ bản vẽ thiết kế mới. Còn vốn định cùng bố đồ nhỏ chơi trò chơi mà. Không đúng lúc rồi, bố đang rất bận. Hay là con đi xem mẹ tập về có rảnh không nha? Thôi được rồi. Ôi, thơm quá. Mẹ tập về lại đang nấu món gì ngon rồi. Mẹ tập về, hôm nay mẹ chuẩn bị món gì ngon vậy? Con đầu to, hôm nay cô đám mây và kẹo bông sẽ đến nhà chúng ta chơi. Cô đám mây và kẹo bông sẽ đến hả? Đúng rồi, bố con đâu? Bố đang vẽ bản vẽ mới. Vốn con định... Hóa ra là vậy hả? Xem ra mẹ đang tự làm vậy. Mẹ tập về, hay là con làm giúp mẹ nha? Con đầu to, việc này con không giúp được. Để mẹ tự làm thôi. Ai nói là con không làm được, nhất định con sẽ làm được. Thôi được rồi, để mẹ nghĩ xem con có thể giúp mẹ làm gì. Con đầu to, con sửa sao cho mẹ nha. Được ạ. Mẹ tập về, mắt con cay quá. Không sao, không sao. Con đầu to, lúc rửa hành tây phải từ từ. Nếu không nhất định sẽ bị cay mắt. Thằng bé này, không sao đâu, lau đi là hết. Khi hành tây được bóc vỏ, sẽ tạo ra một chất gọi là axit sulfenic, sẽ kích thích mắt. Con đầu to không cẩn thận, nó mới bị chảy nước mắt. Ông vít nhỏ nói rất đúng. Con đầu to, thế này đi, con giúp mẹ đánh trứng. Dạ, mẹ tập về, con giúp mẹ đập trứng. Đập trứng thì không cay mắt. Ốc vít nhỏ, nhìn tớ nha. Lần này tớ nhất định làm được. Hả? Sao lại thế này? Không sao. Con đầu to, nấu cơm không đơn giản đâu. Bố đồ nhỏ còn không làm được. Con muốn giúp mẹ thì nhất định phải cẩn thận, biết chưa hả? Mẹ tập về, con giúp mẹ bắt cá nha. Bố đồ nhỏ, mau tới đây, mau tới bắt cá. Cá gì chứ? Con đầu to đừng sợ, bố tới đây. Con đầu to, bố đếm đến ba, hai chúng ta cùng bắt nha. Một, hai, ba. Ốc vít nhỏ, mau tới giúp nào. Tới đây. Nấu cơm sao còn khó hơn cả thiết kế bản vẽ vậy? May còn có ốc vít nhỏ giúp đỡ. Tạp dề ơi, nhất định là đám mây và kẹo bông tới rồi. Đám mây à, tới chơi sao còn khách sáo vậy?
Kẹo bông suốt ngày đòi ăn món cá chép do mẹ Tạp Dề nấu. Hôm nay vừa dậy đã đòi sang đây từ sớm rồi. Cô Tạp Dề, cô nấu món cá chép ngon lắm. Kẹo bông, cháu mà đến sớm chút nữa thì cá chép còn đang nhảy trên mặt đất cơ. Cô Tạp Dề, thế nghĩa là sao ạ? Con đầu to muốn làm anh hùng nhà bếp, kết quả lại gây ra không ít chuyện cười. Vừa nãy bắt cá còn va vào đầu bố đầu nhỏ, bây giờ vẫn còn đau. Cô đám mây, lần sau cho giúp mẹ nhất định sẽ không như vậy nữa. Nhưng anh đầu to biết giúp cô Tạp Dề nấu cơm. Em vẫn thấy anh đầu to rất giỏi. Đúng thế, trong quá trình làm có thể biết được bình thường mẹ rất vất vả. Lần sau con đầu to có thể là một anh hùng nhà bếp thật sự. Nhất định như vậy. Anh hùng nhí con đầu to, cần cù dũng cảm ghi trong lòng, phát sáng phát nhiệt, muốn là một chiếc ốc vít không bao giờ rỉ sét. Anh hùng nhí con đầu to, trí tuệ thông minh ở trong lòng, thế giới vì có cậu mà trở nên khác biệt. Chú chim non dậy sớm, con diều nhỏ bay cao, gài ống vít dậy, mau mang theo trí tuệ và thêm cả dũng cảm. Con đầu to đi du lịch, con cảnh ở trên đường sẽ trải qua ngày mưa, cũng sẽ có cầu vồng. Phải có đủ tự tin và cần thêm chân thành, khiến mọi người cảm động. Xin hùng nhí con đầu to, cần cù dũng cảm ghi trong lòng, phát sáng phát nhiệt, muốn là một chiếc ốc vít không bao giờ rỉ sét. Anh hùng nhí con đầu to, trí tuệ thông minh ở trong lòng, thế giới vì có cậu mà trở nên khác biệt. Anh hùng nhí con đầu to, trí tuệ thông minh ở trong lòng, thế giới vì có cậu mà trở nên khác biệt. Thế giới vì có cậu mà trở nên khác biệt.